tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, 3 ngày sau lũ dữ, sáng ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Văn Cai, 47 tuổi, người dân làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, trở lại ngôi nhà sàn còn sót lại giữa bình địa đầy đất bùn. Cả làng Nủ còn dấu tích của hai căn nhà bị lũ vùi dập đổ nát. Ông Cai cùng một số người dân khác thoát nạn sau cơn lũ quét ở làng Nủ. Nóc nhà sàn của ông Cai bị lũ quét, đẩy gãy cột, dạt vào gần đồi. Tài sản ở bên ngoài của gia đình người đàn ông 47 tuổi đi hết rồi. Chiếc xe ô tô tải là phương tiện vận tải kiếm sống của gia đình ông Cai bị quần nát bươm, còn găm vào một góc. 4 con trâu đầu cơ nghiệp, ao cá cùng toàn bộ xe máy và các vật dụng khác dưới nhà sàn không biết ở đâu. Ông Cai nhớ lại giây phút tìm đường sống cho cả gia đình trong cơn lũ sáng ngày 10 tháng 9. Khi ấy, trời đã mưa rất lớn, lũ to, nước suối lên nhanh. Nóng ruột, ông Cai dậy từ 5 giờ sáng đi kiểm tra ao cá của gia đình. Ông Cai thấy nước suối to nhưng còn 2 mét nữa mới đến cầu. Ông Cai từ ao cá về nhà gọi vợ con dậy, cả nhà dậy chuẩn bị bữa sáng. Đứa cháu nhỏ nhất nhà vẫn lăn lóc ngủ. Đi ra sau nhà, ông Cai thấy mù mịt trên núi rồi có tiếng ầm ầm như bom nổ. Ông Cai nói, tôi chạy vào hô hoán với cả nhà. Ôi giời ơi, lũ quét rồi, dậy chạy đi. Cả nhà chạy hướng cầu thang, muốn thoát theo lối cửa chính, nhưng nước lũ đã ục đến. Ông Cai kể lại, lúc đấy, nếu chạy theo hướng này, cả nhà tôi chết hết rồi. Già trẻ, lớn bé nhà ông Cai hô nhau chạy theo hướng đồi cọ gần nhà. Ông Cai vứt dép mà chạy, đẩy bố mẹ, con cái, các cháu, từng người một lên đồi. Con trai ông Cai dắt tay vợ đang bầu, cố kéo lên. Phía sau ông Cai cố gắng đẩy cả hai lên trên. Cứ từng người một, đầu không ngoảnh lại, cố chạy càng nhanh càng tốt. Với ông Cai, mỗi giây lúc sinh tử dài như cả đời người. Bố mẹ, con trai, con dâu, cháu bám được để lên đồi. Ông Cai ngoảnh lại phía sau. Nước lũ chỉ còn cách chân chừng 5 mét. Ông Cai chạy được lên đồi, cả căn nhà bị lũ xô dập phía sau lưng. Nhà ông Cai may mắn thoát, còn họ hàng thì không. Ông Cai xót xa nói, lúc đấy nhìn cả làng đã mất hết. Nhà anh trai thứ hai ở phía đầu nguồn đi hết, 5 người. Một anh khác bên nội nhà 7 người cũng không còn ai, 12 người cả thảy. Hôm qua làm tang cho 10 người, còn 2 người mất tích. Cùng ở phía rìa làng như nhà ông Cai, gia đình 3 người nhà chị Hoàng Thị Miên cũng thoát nạn khi kịp chạy về phía đồi cao. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị vẫn còn sót lại vài bức tường sau biến cố. Lúc đất đá sầm sập đổ xuống, chồng chị Miên kịp gọi nhà anh trai bên cạnh chạy được, còn nhà anh em ở bên trên đi hết rồi. Khi đất đá ngừng trôi, hai vợ chồng chị Miên chạy qua khe nước về phía tiếng kêu cứu phát ra từ nhà một người chú. Chị Miên kể, nhưng không phải, chú Kiên, em con chú đang ngồi dưới khe nước gọi, cả nửa thân người bị đất đá đè lên, kéo mãi không được. Vợ chồng chị Miên cùng một người anh họ thoát được quay lại phía nhà người họ hàng. Cứu thím với, tiếng kêu yếu ớt từ đống đất đá. Anh Nguyễn Văn Thớ, chồng chị Miên cố kéo nhưng không được. Nước lũ từ phía trên ập lên ập xuống từng cơn một. Nhiều người dân sinh sống gần đấy cũng đến hỗ trợ. Chị Miên nhớ lại khoảnh khắc cố cứu người thím. Người ta hô tránh đi đã, cho nước xuống đã, không cứu ngay được đâu. Một lúc sau, người thím được đưa lên bãi cỏ nhưng đã mất. Một người con của thím cũng mất. Hai người con trai của gia đình chú thím bị thương nặng. Chị Hoàng Thị Miên lo lắng nói, chú Kiên giờ chuyển xuống Hà Nội, cắt chân rồi, bả vai cũng gãy, không biết giữ được không. Theo cập nhật mới nhất, lực lượng chức năng đã tìm thấy 42 thi thể, còn 53 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Làng Nủ nằm dưới chân núi Con Voi. Bao năm qua, 37 hộ dân tộc Tày sinh sống yên bình ở đây. Làng Nủ chưa từng xảy ra lũ hay thiên tai gì cả. Một người dân xã Phúc Khánh nói, chẳng ai nghĩ biến cố lũ quét Làng Nủ sẽ xảy đến. Thế nhưng rạng sáng ngày 10 tháng 9, Con Voi với hàng triệu khối đất đá bất chợt trở mình. Cả bản làng lập tức gần như trở thành bình địa. Chỉ trong chốc lát, cả Làng Nủ bị chìm trong đất đá, bùn lũ. 37 căn nhà là nơi trú ngụ của 158 nhân khẩu bị phá nát, chìm trong bùn đất. Ông Hoàng Ngọc Diệp,
trưởng thôn Làng Nủ, đứng chỉ về phía bãi bùn đất rồi kể vị trí từng hộ dân, tên chủ hộ trước đây từng sinh sống. Ông Diệp thẫn thờ, ở đây có cả nhà xây, nhà gỗ, nhưng bị trôi hết, lấp hết. Chuyện xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 9, khoảng 6 giờ sáng. Trong đời ông Diệp chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh khủng như thế. Những tiếng ục ục như báo trước thảm họa. Nhưng lúc đấy nào ai biết, rồi một tiếng nổ lớn, cả mảng đất đá khổng lồ từ núi Con Voi trùng xuống Làng Nủ. Mặt đất rung chuyển, mảnh gỗ, bê tông, xe máy, đổ đạc bị áp lực bắn cao lên không trung rồi lại sập xuống một lần nữa cùng đất đá. Tiếng ì ầm kết thúc, tiếng kêu khóc vang lên, cả thôn Làng Nủ bỗng chốc trở thành bình địa. Tiếng nổ lớn khiến người dân ở xã Lương Sơn giáp với xã Phúc Khánh cũng cảm nhận được. Thời điểm đó là gần 6 giờ sáng. Ông Hoàng Văn Huế ở bản Buộc, xã Lương Sơn đi làm nương sớm. Tiếng nổ lớn làm ông giật mình. Cứ thế, người đàn ông bỏ dụng cụ làm nương chạy về phía Làng Nủ. Ông Huế nói, lúc đấy mình không biết chuyện gì, chỉ cần biết phải sang bên đấy. Ông băng đồi vượt suối chạy sang Làng Nủ. Cảnh tượng thật kinh hoàng, cả bản làng không còn nữa. Ông Huế kể lại, người ta cám một số người bới trong bùn đất ra nhà văn hóa, tôi cũng giúp một tay. Ở gần hiện trường hơn so với ông Huế, ngay sau khi đất đá sụp xuống, ông Hoàng Văn Tá, xã Phúc Khánh đã có mặt tại hiện trường. Ông Tá bàng hoàng nhớ lại, tuổi ông ngoại rồi mà cả đời tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như thế này. Trong mưa, ông Tá cùng người dân xung quanh lần theo tiếng khóc, tiếng kêu yếu ớt phát ra từ đống bùn đất. Cứ từng người một được bới lên. Ông Tá bới đất, đưa lên được 5 người. Người dân nhìn thấy một số người bị cuốn theo dòng nước bùn nhưng bất lực không cách nào tiếp cận được. Ông Tá kể lại, sợ lắm, đến giờ tôi vẫn sợ, người thân tôi cho di chuyển đến nơi khác hết rồi. Giờ nghe tiếng mưa rơi ở Làng Nủ cũng sợ. Sáng ngày 10 tháng 11, những cánh tay ở Làng Nủ đã kéo được hơn 20 đồng bào từ đống bùn đất của núi Con Voi. Một số người đã tử vong, 17 người đến nay vẫn được điều trị trong bệnh viện. Những đám tang nối tiếp, tiếng khóc đau đến xé lòng. Đường xá vẫn bị chia cắt, người dân phải cáng bộ người bị nạn, dùng thuyền chở qua suối đến chỗ có đường bê tông. Tang bo xe công nông vượt qua những chỗ sạt lở, vượt qua sông Sài ra đến ngã ba giao với quốc lộ 70, rồi từ đó đi lên thị trấn Phố Ràng. Bình oxy từ trạm y tế xã Phúc Khánh không đủ, phải qua xã Lương Sơn tiếp tế thêm cho các nạn nhân. Đường xá bị chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc không có. Những nạn nhân đầu tiên phải tầm trưa mới đưa được đến bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên. Một y tá bệnh viện nói đầy thương tâm, có người trong dạ dày đầy bùn đất. Những người chấn thương nhẹ được điều trị ngay tại bệnh viện huyện, nơi cũng vừa bị ngập lụt suốt mấy ngày qua. Người bị nặng được chuyển lên tuyến trên. Bác sĩ Phạm Hồng Việt, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên đã điều động một kiếp cấp cứu lưu động gồm 6 người lên thẳng Làng Nủ để cứu người. Trong ngày 10 tháng 9, nhiều nạn nhân từ Làng Nủ đã đến được bệnh viện, đến nay đã có 17 người được cứu sống. Không có may mắn như vậy, đến chiều ngày 11 tháng 9, 31 nạn nhân được xác định đã tử vong do lũ quét ở Làng Nủ, còn đến 65 người mất tích. Những chiếc áo quan cứ lần lượt được chuyển đến Làng Nủ trong tận cùng nỗi đau, những cái tên lần lượt được gào lên bởi người thân của nạn nhân. Ở một góc khác, một số người đầu giờ chiều mới đến được hiện trường, cố tìm tên người thân của mình trong danh sách đã được tìm thấy chưa. Khi nạn nhân thứ 31 được tìm thấy, lẫn tiếng khóc là những tiếng xôn xao, chỉ mong làm sao tìm được bố, mẹ, con dâu, con rể, các cháu. Giọng nói hồn nhiên của một cô bé tầm 3-4 tuổi, khiến cho những người xung quanh không cầm được nước mắt. Mẹ cháu được tìm thấy rồi, mọi người cuốn chiếu, đưa đi đâu rồi. Trên đường làng, vẫn còn những người tất tả chạy hướng về phía nhà văn hóa thôn Làng Nủ để tìm người thân. Chị Nguyễn Thị Tâm vừa khóc vừa nói, bố, chị gái, anh rể, cả chú, cả thím, các cháu chả thấy đâu nữa, nhiều lắm, giờ chưa đến được. Những chiếc áo quan lần lượt được di chuyển khỏi nhà văn hóa thôn Làng Nủ. Bà HTT bấn loạn không biết làm gì khi ngồi cạnh hai cỗ quan tài, con dâu và một người cháu 15 tuổi. Còn hai người cháu 2 tuổi và 10 tuổi vẫn chưa thấy đâu. Con trai bà đang nằm viện sau nỗ lực cứu vợ con bất thành. Một tấm bạt lớn cùng vài cọc tre dựng lên làm nhà đám che mưa cho hai cỗ áo quan. Hàng xóm xung quanh giúp bà Tê làm đám. Bà Tê khóc, nhà nghèo, con tôi hứa giúp mẹ bỏ nhà cũ, làm nhà mới. Nhưng giờ nhà mất, người cũng chẳng còn. Ngồi từ trong nhà bà Tê nhìn ra đường, thi thoảng lại thấy những cỗ áo quan được khiêng từ hiện trường đi ra. Tang thương bao trùm, những ngày này Làng Nủ có đại tang. 23 giờ ngày 11 tháng 9, điện các phòng bệnh điều trị cho bệnh nhân trong vụ lũ quét Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai vẫn sáng đèn. Nhiều bệnh nhân không thể chợp mắt vì còn bàng hoàng sau thời khắc cận tử.
trong khi các y bác sĩ tiếp tục công tác chuyên môn, nhiều người nhà, bệnh nhân chưa thể chợp mắt, vẫn bàng hoàng sau khi thoát khỏi cửa tử. Thẫn thờ ngồi trên giường bệnh với những vết thương chi chít khắp người, ông Hoàng Văn Nhớ kể lại, sáng sớm kinh hoàng khi cả bản của ông bị lũ quét. Vì nền nhà có dấu hiệu nứt gãy, ông thức xuyên đêm để canh chừng cho gia đình 6 người đi ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, vì quá mệt mỏi, ông thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, nhìn lên đã thấy cả bản mình biến mất. Xung quanh là nước, đất đá, cành cây. Ông Nhớ bị cuốn vào khu cánh đồng ngay đó. Ông Nhớ kể lại, tôi lồm cồm bò dậy khi thấy gần đó cũng có một người bèn lội đến cứu. Thì ra lại chính là con gái mình. Trong cơn hoảng loạn, hai bố con vừa kêu cứu, vừa dìu nhau bò lên chỗ cao. Khi ấy nước sau lưng vẫn cuồn cuộn tràn về. Đến giờ tôi vẫn kinh hãi, không thể ngủ nổi. Hoàng Nhung, con gái của ông Nhớ bị chấn thương nặng, được người cô chăm sóc. Nhung gặp khó khăn trong đi lại vì phần chân có nhiều vết thương. Gia đình Nhung có 8 người, 4 người đã được cứu và điều trị tại bệnh viện. 2 người còn lại mất tích, hiện chưa tìm thấy. 23 giờ 30 phút khuya ngày 11 tháng 9, bé Hoàng Ngọc Lan, 6 tuổi, vẫn thức vì kêu đau ở lưng và chân. Trong trận lũ quét kinh hoàng, bé may mắn được một người đi thăm nước đêm, gần đó cứu sống. Em sống ở thôn Làng Nủ cùng bố mẹ, hiện cả hai đều chưa được tìm thấy. Bà ngoại nghe tin dữ, sáng hôm đó tức tốc chạy vào viện chăm cháu gái. Ngọc Lan bị hội chứng vùi lấp, phổi của em bị sặc bởi bùn đất, nhiều phần da xây sát rất nặng. Đa số các bệnh nhân tại đây đều bị xây sát nặng ngoài da và một số tổn thương khác. 10 bệnh nhân có tình trạng nặng hơn đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Ông Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cho biết, hiện tình trạng các bệnh nhân khá phức tạp, cần theo dõi ít nhất một tuần nữa mới có thể kết luận chính xác. Vào trưa ngày 10 tháng 9, cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, trong khi đi công tác qua nhà máy thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc, thì phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở và thông báo vụ việc. Do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi lực lượng cứu hộ. Ngay sau đó, cán bộ công an xã Bản Cái đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về công an huyện thông báo sự việc. Đến 12 giờ ngày 10 tháng 9, những người thoát nạn đã di chuyển về trạm xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Hiện còn 5 người nghi mất tích và 1 người bị thương nặng tại vị trí sạt lở. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sạt lở lớn từ trên sườn núi khiến lượng lớn đất đá tràn xuống nhà điều hành của nhà máy thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc gây sập. Theo ông Nguyễn Duy Hòa, bí thư huyện ủy Bắc Hà, nhà máy bị sạt lở ta luy âm xuống sông và nhà nghiêng đổ sụt xuống sông. Hiện nay, các lực lượng của huyện Bắc Hà chưa tiếp cận được hiện trường, nhưng lực lượng của xã Bản Cái với khoảng 50 người đã đến nơi. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích chỉ có thể thực hiện bằng thủ công, không có máy móc hỗ trợ mà mảng bê tông rất lớn. Điểm sạt lở không có đường đi vào, chỉ có thể đi bộ, không có điện, không có viễn thông, không có điện thoại, nên công tác tìm kiếm nạn nhân cực kỳ khó khăn. Chiều ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ đưa một xuồng hơi đến để vận chuyển nhân lực và người bị nạn đi theo sông chảy và một máy điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc. Nhà máy thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc nằm trên sông chảy thuộc địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Nhà máy thủy điện Nậm Lúc được khởi công xây dựng trên dòng Nậm Lúc vào tháng 1 năm 2018. Và hoàn thành đi vào sử dụng cuối năm 2020. Công suất thiết kế 24MW với 2 tổ máy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.